hello mọi người lại là bu đây à, rất cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh của bu và ca... cảm ơn mọi người đã xem cái video này của bu Hôm nay bu sẽ giới thiệu cho mọi người một cái phần mềm rất hữu ích cho những người muốn uh, secure cái thư mục của mình, có nghĩa là họ muốn bảo mật cái thư mục của mình. Mình có những cái tập tin cá nhân hoặc là những cái file cá nhân, nhạc cá nhân hoặc là video cá nhân, mình không muốn ai thấy. Tại vì cái máy tính của mình có thể là được dùng chung, uh, ví dụ như dùng chung trong nhà nè, anh chị em với nhau dùng nè, hoặc là ba mẹ dùng chung với nhau với với mình một cái máy tính, hoặc là ở trong công ty chúng ta dùng chung một cái máy tính thì những cái tập tin những cái thư mục của chúng ta sẽ dễ bị uh, mọi người thấy thì bây giờ Bu sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái cách uh, một cái ứng dụng để có thể uh, skill cái thư mục đó lại, có nghĩa là khóa cái thư mục đó lại hoặc là ẩn cái thư mục đó đi để người ta không có thể nào vô được, nếu muốn vô được thì phải có những cái bước uh, bảo mật riêng của mình thì mới access vô được cái thư mục đó. Thì hôm nay Bu sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách làm cái thư mục của mình nó uh, được skill giống như Bu nói nãy giờ vậy đó. Ok mọi người tiến hành cùng với Bu nhé. Để mà làm được cái thư mục skill đó thì mọi người uh, kéo xuống cái phần mô tả của 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 cái video này của Bu thì Bu có để một cái đường link thì khi mà click vào đường link đó thì mọi người sẽ vào được một cái trang web thì cái trang web này nó sẽ đến một cái site download của cái phần mềm tên là VeraCrypt. Thì cái VeraCrypt này nó sẽ uh, giúp cho chúng ta làm được những việc giống như nãy giờ uh, Bu nói với mọi người thì bây giờ Bu sẽ hướng dẫn cho mọi người step by step từng bước một để cho mọi người có thể uh, cài đặt nè, uh, config nè, uh, để có thể làm cho cái thư mục của mình skill để chỉ có một mình mình có thể access vào được thư mục đó thôi mọi người nhé. thì ok ở ngay cái trang download này thì mọi người uh, kéo xích xuống dưới thì ở cái phần uh, ứng dụng này nó sẽ cho phép chúng ta download ở rất nhiều nền tảng ví dụ như nền tảng của windows nè, nền tảng mac nè, thậm chí cả linux nè, thì cả uh, thậm chí cả raspberry pi nữa thì có thể chúng ta sẽ đóng gói cái thư mục chúng ta thành một cái tập tin duy nhất và chúng ta có thể mở nó ở bất kỳ ở đâu chúng ta có thể lấy một cái raspberry pi rất là nhỏ gọn chỉ bằng cái gối thuốc lá mở cái tập tin này ra hoặc là chúng ta sẽ dùng uh, linux mở nó ra hoặc là mac os hoặc là windows rất là tiện dụng mọi người há thì hôm nay bu sẽ hướng dẫn cho mọi người đầu tiên là đóng gói cái thư mục đó lại trước đã thì đóng gói như thế nào thì chúng ta cần phải cài một cái uh, ứng dụng thì cái ứng dụng này uh, máy mình xài cái hệ điều hành nào thì mình sẽ cài ứng dụng của hệ điều hành đó thì máy của của bu đang là hệ điều hành Windows thì chúng ta sẽ cài ứng dụng này nha của bên Windows thì cái platform này là của Windows mọi người ha rồi bu uh, bullet download chỗ này ha Đây. cái phần mềm này nó nặng 29.1 mê rất nhẹ chúng ta có thể đóng gói nó chúng ta có thể đi bất cứ một cái máy tính nào chúng ta chỉ cần cài cái phần mềm này lên và chúng ta nhập mật khẩu và những cái phần security riêng của chúng ta được đặt thì chúng ta sẽ access vào được thư mục của chúng ta rất là dễ dàng thì cái phần này được hãng này nó làm rất là ok bu thấy có rất nhiều các cái ứng dụng có thể làm được việc này nhưng mà cái hãng này thì bu cảm giác như là nó có thể đạt được cái độ tin cậy của bu và đạt được những cái security cần thiết và và cái điều quan trọng hơn hết là nó được dùng miễn phí mọi người ha, nó không có tốn phí. À, chúng ta có thích donate cho nó thì donate còn không thôi thì à, chúng ta cứ dùng à, bình thường nó, viết cho chúng ta dùng mọi người ha. Rồi sau khi download đó đó xong thì chúng ta tiến hành cài đặt ha. Bu sẽ đóng cái này lại để cho cái phần cài đặt nó dễ dàng trước màn hình mọi người nhìn ha. Ở đây chúng ta chọn next ha. Ở đây chúng ta accept cái term này của cái license agreement này ha. Rồi ở cái phần à, cái location của cái phần mềm này thì chúng ta cứ để nó mặc định thôi cũng được có nghĩa là also install for all user add cái này ra desktop add cái socket này ra start menu rồi associate cái đuôi đó sc này file này attention này vô cái vera script rồi chúng ta next và chúng ta chọn install thì nó bắt đầu tiến hành install Đây. rất là nhanh thôi mọi người ha rồi cái Windows Fast Startup đang được enable Và nó là cái nguyên nhân của cái việc working Nó khuyên chúng ta À nó khuyên chúng ta nên disable cái Windows Fast Startup này đi Ok cái Windows Fast Startup này nó sẽ uh, Bu sẽ có một cái video rất là hay để hướng dẫn cho mọi người cái fast start up này đi tại vì thực sự ra cái window fast start up này nó không hay tí nào cả mọi người ha thì bây giờ nó hỏi chúng ta là có muốn disable cái window fast start up này không ok nha bu yes nha thì bu sẽ có cái video tắt riêng cho mọi người nha rồi ở đây nó hỏi cái gì nữa nè nếu chúng ta à, chưa bao giờ dùng cái này thì nó recommend là recommend rằng chúng ta nên đọc cái guide cái tutorial của cái beginner của cái này thì chúng ta có muốn đọc không ok thôi khỏi đọc nha mọi người ok no rồi finish ha sau khi cài đặt xong finish rồi nó hỏi chúng ta restart là cái máy thì thôi à, đang hướng dẫn cho mọi người không cần phải restart thì mọi người cài à, mọi người mà cài đặt á thì mọi người cứ restart lại rồi mọi người hãy dùng còn bu đang hướng dẫn cho mọi người nên thôi bu sẽ để restart sau ha bu chọn no rồi sau khi cài đặt này xong thì chúng ta sẽ mở phần mềm này lên đài đây, đây là cái giao diện chính của vera grip thì cái này nó sẽ làm gì? Nó sẽ cho chúng ta một cái danh sách tất cả các name của cái drive là cái ổ đĩa mà chúng ta sẽ map cái thư mục mà chúng ta sẽ tạo ra. Vậy thì chúng ta sẽ tạo một cái volume để chi cái volume này nó hoàn toàn secure, nó nó hoàn toàn được bảo mật để chi để khi muốn access vô cái này thì chúng ta phải dùng nó để encrypt. Thì đầu tiên là bu sẽ hướng dẫn cho mọi người tạo cái volume ha. Đây, tạo cái volume thì cái bước này nó sẽ tạo volume như thế như sau. Option thứ nhất là tạo một cái volume có chứa file nằm ở phía bên trong đó, ok ha. Rồi, cái option thứ hai là encrypt những cái partition hoặc là những cái ổ đĩa mà không phải là của hệ thống. Cái thứ ba là encrypt cái partition hệ thống của cái system drive là của cái ổ đĩa hệ thống. Thì hai cái phần này mình không cần dùng, mình chỉ cần tạo cái thư mục thôi, tạo một cái volume thôi để mình chứa file vào trong đó thôi. Thì mình chọn option thứ nhất ha, mình chọn next ha. Rồi, ở chỗ này nó hỏi chúng ta dùng standard hay là dùng Uh, hidden thì cái Hidden này đi, cái Hidden này á là nó sẽ nó sẽ ẩn đi luôn, nó không cho mọi người thấy. thì như vậy thì Bu sẽ rất là khó hướng dẫn cho mọi người. thì mọi người có thể khám phá thêm ở cái phần Hidden này ha. thì Bu sẽ chọn cái phần Standard này thôi ha. rồi Next. rồi ở phần Volume uh, Location này thì nó hỏi chúng ta cái file cái file là cái file tổng hợp á, cái file mà chúng ta sẽ chứa giống như cái thư mục á, chúng ta sẽ chứa những cái phần, những cái phần mà mà, mà mà giống như cái học tủ á, chúng ta sẽ chứa những cái cái file này được đặt ở đâu thì ok, bu sẽ đặt cho mọi người xem nha, thử nha, thì bu sẽ thử đặt ở đặt thử ở trong document nha, đặt document thì cái chỗ này là bu sẽ đặt cái name của nó là bu quân hai, bu muốn giấu đi ha, bu muốn giấu cái tập tin tên là bu quân hai, rồi rồi đây tập tin bu2 rồi nằm đây rồi bu chọn next ha rồi ở đây cái encryption option có nghĩa là chúng ta sẽ mã hóa theo cái chuẩn nào thì ở đây nó có aes aes là một cái chuẩn Symbol thì bu thường dùng nhất là truefish truefish thì mọi người muốn biết truefish nó như thế nào thì mọi người chỉ cần nhấn more info để mà vào đọc cái phần truefish này thì uh, và đơn giản nhất thì mọi người cứ đọc còn bu sẽ hướng dẫn cho nó nhanh nên thành ra là bu sẽ chọn chu fit và cái, cái option chu fit này nó cũng rất là popular nên mọi người bu cũng khuyến cáo mọi người nên dùng ở cái phần hash này thì mọi người chỉ cần chọn cái uh, SH, ssa năm hai là ok rồi không cần phải uh, mấy cái này đâu cái hai năm sáu thì nó yếu quá năm hai ha ok chọn next rồi ở chỗ này nó hỏi cái thư mục mà bu quân hai hồi nãy đó cái volume bu quân hai hồi nãy đó bu muốn nó có cái Uh, dung lượng là bao nhiêu cái size là bao nhiêu ví dụ nha thì nó sẽ dựa trên cái OC của mình tại mình đang cài trên OC thì cái free bay trên OC là đang 42 g thì bu muốn cái thư mục mà mua chứa những cái dữ liệu mà mua muốn giấu đi muốn là, là là, cá nhân của bu á thì uh, bu cho nó là 10 g ha mình chọn ghi đây muốn mê thì chọn mê muốn terabyte thì chọn terabyte thì bu muốn cái thư mục này của chỗ chỗ của bu là 10 g bu chọn next ha rồi đây cái chỗ này đây cái password để access vô được cái thư mục này mọi người ha. Rồi, bu sẽ đặt ha, đặt một cái password để access vào cái thư mục này. Rồi, nếu như chúng ta đặt có cái password không á thì nó simple á, nó quá đơn giản, chúng ta có thể bị tấn công. Nên thành ra là bu sẽ thêm một cái option để cho nó skill hơn để nó mạnh hơn, nó strong hơn thì bu sẽ dùng use key file và bu chọn một cái key file. Cái key file này thì nó sẽ được gồm gì? Nó là một cái file bất kỳ. Ví dụ như là file mp3 hay là file jpeg hay là file zip hay là file av Nhưng cái file này nó được xem là một cái chuẩn để mã hóa Ví dụ như chúng ta uh, muốn mở nó ra thì chúng ta phải add đúng cái file này Nếu như add sai file thì là nó sẽ không cho Bu sẽ add thử một cái file ha thì ở bên picture của bu sẽ có một cái hình con Majin bu. Đây, Majin bu. Đây là cái hình mà một cái configure bu rất là thích thì sắp tới đây Bu sẽ có những cái video để mở những cái con figure của cái Story Dragon Bone của Bandai ha. Chúng sẽ khá là hay nếu như mọi người muốn có sở thích giống như Bu thì có thể xem trên kênh của Bu để có thể mở những cái con figure ha. Rồi quay lại vấn đề là chúng ta sẽ uh, dùng cái file này để làm một cái gọi là uh, security theme. Rồi Bu sẽ chọn cái file này. Có nghĩa là sau khi mà nếu như Bu muốn mở cái tập tin này ra, muốn mở cái thư mục này ra hoặc cái volume này ra, volume giống như một cái ổ đĩa mọi người thì Bu phải có password là một. Cái thứ hai phải có cái file này. Nếu như không có cái file này, Bu không thể nào mở ra được. Rồi bây giờ Bu chọn ok ha. Rồi, Bu chọn next ha. Nó quên nên cái chúng ta cái gì? Nó quên nên chúng ta là nếu như cái password của chúng ta ngắn ký tự quá dưới 20 ký tự thì chúng ta sẽ có thể bị tấn công Uh, router for uh, cơ một cái một cái, một cái uh, technique đó, một cái một cái kỹ thuật router for là tấn công để nó dò password của chúng ta vậy chúng ta có muốn uh, dùng cái bát cái short password thì không bu đặt ngắn quá nó uh, có muốn dùng không ok nhưng mà bu cũng tự tin là bu của sẽ đã có đặt là vừa có ký tự hoa ký tự thường vừa có số vừa có ký tự đặc biệt và đặc biệt cái key file của của bu thì chỉ có bu biết thôi không ai biết cả bu có thể đặt cái key file đó bất cứ lúc nào một cái hình một cái file mp3 một cái file nhạc một cái file movie nào đó thì không dễ gì ai biết đâu ha ok bu chọn yes ha rồi cái chỗ này nó hỏi chúng ta tiếp là chúng ta có dùng lát file hoặc không là cái file lớn á ví dụ như cái file của chúng ta có lát hơn là 4 g hay không ok dùng luôn tại vì thực sự ra có những cái file bây giờ nó lớn hơn 4 g kìa chọn next ha rồi ở đây nó sẽ tiến hành check cái ổ đĩa của chúng ta nó sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các cái ký tự những cái phần nãy giờ chúng ta register đã ok hay chưa à, chúng ta quơ chuột thử coi cho nó có mau mau của mình nè nó đã được uh, skill chưa nó quơ chuột đây cứ random quơ chuột để chi, để, để nó check nó check là chúng ta không phải là robot mọi người nha quơ chuột bình thường ok chưa rồi để cho nó check một xíu ha Đó nó sẽ check những cái điểm ký tự của chuột trên màn hình. Rồi, sau khi xong thì bây giờ chúng ta ở chỗ này file system nó có mấy loại file system như sau. Sfat, fat hay là NTFS thì để dùng cho được bên máy mát thì phải dùng Sfat, để dùng chỉ riêng Windows, NTFS hoặc là những cái chuẩn uh, partition khác thì để cho đơn giản nhất bu có thể dùng vừa uh, Windows vừa Mac hoặc là dùng Windows không thì chúng ta dùng NTFS thì bu để này để bu có thể đem cái file này qua bên máy Mac bu mở được. Ok, bu chọn exFAT ha. Rồi bây giờ bu chọn format cái volume này ha. Đây, nó sẽ tiến hành format. 10 g thì format uh, vé về veo nhanh thôi mọi người ha, rất nhanh. Thì rất nó giống như một cái USB thôi mà nó nhỏ xíu thôi nhưng mà nó được nằm trên một cái chỗ SSD thì nó sẽ uh, format rất là nhanh. Thì sau khi nó format cái này thì mình sẽ bắt đầu tiến hành tiếp để mình vô mình check cái thư mục và mình có thể copy file vào trong nó Rồi, đây Sau khi format xong, chờ đến xíu nữa, rồi, ok ha, chọn ok Ở đây nó hỏi tiếp là chúng ta có muốn tạo thêm một cái volume nữa không, nếu tạo volume nữa thì chọn next, nếu không tạo volume nữa thì chọn exit Rồi, mình exit nó đi Rồi, bây giờ là bưu thử map ha, bây giờ bưu thử map vô là một cái ổ tên là os À, chúng ta sẽ cái file mà chúng ta map cái volume này là bu quân hai cái bu quân hai này bây giờ nó có có dữ liệu là 10 ghi ừ. thì thật sự ra mọi người nhìn ở ngoài mọi người chỉ thấy cái file này thôi mọi người đâu có thấy cái gì bên trong đâu đúng không rồi bu sẽ map vô rồi ở chỗ này bu map vô và bu chọn màu đường dẫn OS có nghĩa là bây giờ trong máy tính của bu đang có chỉ có ổ C và ổ D bu muốn mau nó thành một cái ổ tên là OS và ở trong ổ S đó nó sẽ có những cái dữ liệu bảo mật của chúng ta. Bây giờ bu mau ha. Rồi ở đây mau nó sẽ hỏi cái password mà nãy chúng ta đặt nè. Đó. Bu ví dụ nha. Bu ví dụ bu không dùng key file, bu chỉ đánh password thôi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bu chọn ok. Nó sẽ tìm kiếm, nó sẽ check cái uh, skill của nó, nó sẽ kiểm soát rồi mình muốn access vô cái thư mục này nhưng mình chỉ có password và thiếu đi một cái option là cái file hồi nãy cái file mà key file hồi nãy đó nó nó không cho đây mọi người thấy chưa nó không hề cho chúng ta map chúng ta chúng ta không mau được cái cái thư mục rồi bây giờ chúng ta làm lại ha chọn use key file chọn key file và mình phải add cái key file là cái con bu hồi nãy đấy cái hình con bu hồi nãy đấy này phải chung phải chung hình nha ok rồi và bây giờ chúng ta sẽ đánh lại Password Chọn OK Rồi bây giờ xem qua nó có cho chúng ta Map hay không mọi người nha okay, Chờ xíu ha Đó nó cho Map rồi thấy chưa Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái File Thư mục và chúng ta có một cái OS nằm ở đây Mọi người thấy chưa Vậy thì bây giờ chúng ta đã có một cái thư mục Được gọi là Skill và chúng ta chỉ cần đơn giản là đem những cái gì gọi là cá nhân của chúng ta và những cái gì chúng ta muốn giấu Ví dụ như bu muốn giấu cái file VPN này Đây Hoặc là những cái file PC Health Check này 3 file Rồi bu copy nó Hoặc là bu cắt nó đi Cắt nó đi Tại bây giờ mình có cái thư mục secure rồi mà Mình bỏ vào OS Mình bỏ vô đây Đây Thấy chưa Mình bỏ vô đây Rồi chọn Yes cho cái file này ha đó rồi đây là ba cái tập tin hoặc có thể đây là những cái video mà mình không muốn ai thấy những cái bài nhạc không muốn ai thấy những cái document rất là quan trọng của bên kế toán hoặc là bên những cái người làm việc lớn hoặc là những cái băng statement những cái những cái thông tin về login in lock out của mình đó mình bỏ vô đây rồi sau khi mình bỏ xong mình bỏ xong mình làm gì mình dismount đi Dismount đi rồi vậy thì cái OS nó hoàn toàn mất đi cái OS nó mất tích rồi mọi người thấy chưa Không hề có một cái OS nào ở đây cả Và tất cả các các cái tập tin đó nó được chứa lòng ở trong cái bu quân 2 này Đây mọi người thấy chưa Nó chứa trong cái này Vậy thì bây giờ nếu như mọi người muốn dùng những cái tập tin đó Xem những cái tập tin đó Thì chúng ta buộc phải vào đây và màu màu nó Chứ nếu không là không dùng được Đây bu làm lại ha rồi bu ép cái file vô bu phải chọn đúng cái file mà bu chọn lúc ban đầu và kèm theo một cái password đấy thì lúc đó ta mới dùng được vậy thì mọi người thấy chưa đủ skill chưa đủ an toàn cho mọi người chưa và mọi người cứ thử làm nhé nếu như có bất kỳ một cái câu hỏi hoặc một cái thắc mắc hoặc là một cái giả lập tình huống nào cứ comment bên dưới cho bu, bu sẽ hướng dẫn và trả lời mọi người ha. đây màu xong rồi đây, thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại và chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta có một cái ods và chúng ta có ba tập tin trong này và tương tự như vậy chúng ta có thể chứa những cái gì nó gói gọn trong vòng 10 ghi mà chúng ta đặt hồi nãy nó nằm ở trong này và không ai biết được cả, không ai có thể tấn công nó được cả, không ai có thể attract nó ra được cả, vì nó là một cái file thuần ở phía ngoài thôi mà, nó là một cái file thuần ở đây. Bu won 2. Người thấy chưa? Nó chỉ là một cái file như vậy thôi. Thì không ai biết gì cả. Ok mọi người, đây là video hướng dẫn để mọi người bảo mật cái thư mục của mình và cảm ơn mọi người đã xem cái video này đến cuối cùng cùng với Bu. À, à, rất mong mọi người sẽ ủng hộ Bu trong thời gian tới và mọi người nhớ à, nếu thấy video này hay thì cho Bu một like, một đăng ký và nhấn nút à, chuông cho Bu nhé. À, nhấn nút uh, chuông cái hình cái chuông á để làm chi để nó bu có video mới thì mọi người sẽ thấy ngay cái video của Bu cảm ơn mọi người nha bye bye mọi người